cái mức độ dụng tâm của mình là được. Đó, vậy là được nè. Đó, chỉ cần nhấn một nút thôi là nó sẽ combo một lúc 3 skill luôn. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh của Linh Kiện Store. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một dòng tay cầm joystick có thể hỗ trợ cho dòng máy Android lẫn cả dòng máy iOS đời cao nhất nha. Đây, đây là dòng tay cầm Memo MP02. Dòng tay cầm này nó có thể hỗ trợ cho chúng ta chơi những dòng game hot hiện nay nha. Hỗ trợ tốt nhất trên dòng máy Android và hỗ trợ trên dòng máy iOS tầm khoảng 70-80% nha. Dòng tay cầm này thì nó có hỗ trợ tích hợp ghiềm tâm AI, Auto Tap và cả Macro trên dòng máy Android nha. Đó, Macro trên dòng máy iOS luôn. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra cho anh em coi thử về cái tay cầm này nha. Đó, nó sẽ thiết kế một cái hộp như thế này cho mình nè. Đó, đi kèm là một sợi dây. Nó sẽ là tích hợp hai cái nè, một dây sạc và một dây để acti máy nha, acti máy Android. Đó. Dòng tay cầm joystick này thì nó cũng thiết kế tương tự những dòng khác. Nó sẽ có thêm hai cái nút bấm ở trên đây nè, đó, L1 L2. Một nút joystick nè để di chuyển nè. Mình bấm vào một phát thì nó cũng có một cái chức năng nữa nha. Đó, bấm vào. Ở đây nó cũng có một chức năng luôn, bấm vào luôn. Đây là nút nguồn nè, còn đây là sạc nè. Đó. Kẹp thoải mái nha mọi người, điện thoại nè, iPad nè. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối và hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái loại tay cầm này nha. Rồi, việc đầu tiên để sử dụng cái tay cầm này thì mình phải bật nguồn lên nha. Đè giữ nè. Đè giữ khoảng 3 giây. Nó sẽ xuất hiện cái đèn xanh như thế này nè. Đèn xanh như thế này là chế độ kết nối Bluetooth nha. Mình nhấn đúp hai cái là nó chuyển chế độ nè. Chế độ màu xanh lá cây là chế độ cho dòng máy iOS nha. Nhấn đúp tiếp là nó sẽ chuyển qua chế độ màu trắng như thế này nè, là cho những cái dòng máy Android chip Meditech nha. Nó sẽ có 3 chế độ. Nếu như là mình không xài chip Meditech á, thì mình chuyển qua chế độ Bluetooth nha, màu xanh. Rồi, kết nối Bluetooth nha. Vào cài đặt, kết nối. Đây, nó có tên là SC nè, kết nối nha. Ghép đôi. Rồi, đã kết nối. Rồi, bước thứ hai là mình phải tải phần mềm về nha. Đây, mình sẽ vào cái phần mà quét mã QR nè. Nếu mà điện thoại mình không có cái phần quét mã QR á, thì mình vào cái phần Zalo nha. Trong cái phần Zalo nó sẽ có cái chỗ mà để mình quét mã QR nha. Mình không có Zalo thì mình sẽ quét bằng cái này nha. Đó. Rồi, cái hộp nè, nó sẽ có cái mã QR như thế này nè. Đó, mình quét vô. Rồi, tải phần mềm về, mở liên kết. Đó, Android, chọn phần đầu tiên. Cài đặt. Rồi xong, tải về và cài đặt thôi nha. Cái này thì mình đã tải sẵn rồi nên mình vào luôn. Đây, mình vào app nha. Đợi một xíu. Đó, nó xuất hiện cái thông số như thế này thì mới là được nha. Còn chưa xuất hiện là chưa kết nối được nha. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử Bubsy trước nha. Acti nè, bây giờ nó sẽ yêu cầu Play Acti nè, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ Acti nha. Ở đây nó hiển thị cái bảng nè, mình bấm vào đây. Đây nè. Ở đây màu đỏ nè, phải bấm vào màu đỏ mở lên nha. Bật lên. Cái nào màu đỏ thì phải bật lên, đó. Khi nào mà xanh lè như thế này là được nè. Rồi, quay lại. Rồi, hiện trường Acti nè, bấm Acti. Đây, bấm vào ô đầu tiên luôn. Màu đỏ nè, màu đỏ là chưa được nè. Bây giờ mình nhấn vào cái ô đầu tiên. Trước tiên hãy bật tùy chọn nhà phát triển. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nha, tùy chọn nhà phát triển lên nha. Vào cài đặt. Kéo xuống. Chọn thông tin điện thoại nè. Rồi, thông tin phần mềm. Số hiệu bạn tái tạo. Đó, bấm 7 lần. Rồi, nó đã bật chế độ nhà phát triển nè. Lùi lại. Lùi lại. Rồi, tùy chọn nhà phát triển. Bật lên. Kéo xuống. Gỡ lỗ USB. Bấm vào gỡ lỗ USB. Nhấn OK. Rồi, quay lại app. Đây, đó, xanh lè như thế này là được nha. Bấm tiếp. Next. Rồi, để acti thì mình làm các bước như sau nè. Đầu tiên là kiếm một củ nguồn nè. Một củ nguồn cắm vào ổ điện nha. Đây, cắm vào ổ điện nè. Mình lấy cái dây mà nó cho sẵn nè, cắm vào ổ nguồn nè. Rồi. Rồi cái dây đầu này
Đây nè, mình làm y chang luôn nha. Cắm vào cái tay cầm. Rồi. Còn một cổng còn lại thì mình cắm vào điện thoại. Đó, xong rồi nó sẽ hiện cái bảng như thế này. Nhấn cho phép. Đợi một xíu, nhấn hai cái. Rồi nó hiện cái bảng như thế này là được nha. Rồi, ok, vậy là Acti xong nha. Rút ra. Để Acti máy á thì mình sẽ xài được cái AI nha mọi người. AI để mình chơi PUBG á. Rồi, vào game nha. Rồi, bước tiếp theo là cài đặt nút nha. Ở phía góc bên trái nó sẽ có một cái logo như thế này nè, biểu tượng nè, mình bấm vào nha. Chọn vào cài đặt. Rồi, để mình xóa mấy cái này đi, cái này cái cũ. Xóa đi, cài đặt lại cho nó dễ nha. Rồi, để cài đặt nút thì mình đè giữ vào cái cảm ứng của điện thoại nè. Nó sẽ xuất hiện cái bảng như thế này, rồi mình lắc một cái nha. Lắc cái nút di chuyển là nó sẽ ra cái nút di chuyển nha. Để vào đúng cái ô di chuyển. Đó. Bây giờ nút bắn. Đè giữ vào nút bắn. Nhấn cái nút mà mình muốn chọn nha. L1 là nó sẽ xuất hiện L1. Còn L2 là nút ngắm á, thì mình đè vô nút ngắm rồi mình bấm vào L2 nha. Đó. Rồi, tiếp theo. Đè vô ba lô hoặc là thay đạn gì đó, đè vô nè. Bấm vào cái nút joystick nè, nó sẽ xuất hiện thêm một nút nữa nha. Đó. Rồi, mình thích để ở đâu cũng được nha. Mình thì mình để vô ba lô. Rồi. Tiếp theo, đè giữ vô. Ở đây nó có một nút nữa nè, bấm vào. Rồi, kéo vào cái chỗ mà mình muốn để nha. Rồi, vậy là xong nè. Bây giờ test thử nha. Đó, nếu mà mình sử dụng á, mình thấy nó đi chậm nè, nó không có chạy á, thì mình vào lại cài đặt. Rồi, bấm vào chữ L nè. Rồi, chọn Edit Key. Kéo cái radius lên nha, khoảng tầm 80 đến 90 nha. Rồi, 80 đi, save lại. Đó, như vậy là ok nha. Rồi, bây giờ thử bắn thử nha. Đó. Đó. Cái này là chưa ghiềm tâm nha. Đó, cái này là thao tác trước thôi. Rồi, bây giờ là sẽ cài đặt ghiềm tâm nè. Ghiềm tâm AI nè. Bấm vào biểu tượng như thế này. AI gun nè, thấy không? Mình bấm vào chữ AI gun. Rồi, ở đây có cái mũi tên nè, bấm vào cái mũi tên. Chọn vào cái chữ màu cam. Rồi bây giờ cài đặt AI nha. Đây. Ở đây thì nó đã cài đặt sẵn cho mình rồi. Bây giờ mình chỉ có việc là mình chỉnh sao cho nó đều thôi nha. Súng 1 nè, ô súng 1 nó phải vừa khớp với ô súng 1 nha. Đó, vừa khớp thì nó mới nhận. Đó, súng 2 vừa khớp với ô súng 2. Ngồi phải vừa với ngồi, nằm phải vừa với nằm nha. Nó nằm ở trong cái ô hình vuông luôn. Ngắm nè, ngắm. Đây là scope nè, đó, nghiêng trái nghiêng phải nè. Đó, xong rồi. Cảm giác đều hết rồi, xeo lại. Bây giờ thử coi nó nhận diện chưa nha. Ở đây là thông số 10 nè, thông số 10 ở đây là chưa ngắm bắn. Bây giờ mình bật ngắm, bây giờ mình bật ngắm lên nha. Nó là 35. Đó, có nghĩa là nó đã nhận scope rồi. Giờ ngồi thử nha. Ngồi nhảy số 8, đó, là nó đã nhận ngồi rồi. 5, 6. Rồi, để cài đặt kiềm tâm thì mình bấm vào cái biểu tượng. Chọn cài đặt. Bấm vào cái súng mình bắn nè, L1 nè. Chọn Edit Key. Chọn vào phần File Key nha. Đây, File Key nè. Rồi, nhấn OK, save lại. Rồi, bây giờ test thử nha. Đây, nó đã ghim rồi nè. Bây giờ mình chỉnh lại thôi. Nó ghim nhiều quá thì mình bấm vào cái mũi tên này. Mình giảm lại nha, phải bật ngắm lên nha. Bật ngắm lên. Rồi, giảm lại. Kéo xuống. Khoảng 40 thử nha. 41. Đó, 41 nè. Đó, êm rồi nha. Đó, mình cứ canh thôi. Canh chỉnh sao cho nó vừa cái mức độ ghim tâm của mình là được. Đó. Vậy là được nè. Vậy là ok cái ghiềm tâm nè. Bây giờ đến auto tap nha. Auto tap. Đây, mình bật cái file key lên có nghĩa là nó đồng bộ với lại cái auto tap luôn nha mọi người. Là nó sẽ auto tap luôn. Không cần phải bật cái gì lên nữa. Đó. Nếu như mà nó chưa có ghiềm á thì mình cũng canh chỉnh ở đây luôn. Bật ngắm lên nha. Bật ngắm lên để chỉnh. Khoảng 45. Xem lại. Rồi, bắn thử nha. Đó, vậy là ok nè. Đó, mình muốn táp nhanh hơn nữa. Táp nhanh chậm á, thì mình giảm cái thông số đây nè, 50 nè. Đây là cái tốc độ táp nè. Maximum của nó là 50 nha. Còn muốn giảm lại nữa thì mình kéo xuống thôi nha. Đó, ok nha. Rồi, còn đối với dòng game của Liên Quân Tốc Chiến á. Liên Quân Tốc Chiến thì nó cài tương tự nhau nha. Đầu tiên là mình sẽ ra cái phần mềm nè. Mình vào game trong phần mềm nha, Liên Quân nè. Rồi, bây giờ cài đặt nha. Chọn vào biểu tượng, cài đặt.
xóa này đi. Rồi bây giờ cài đặt nha. Cũng tương tự cái PUBG luôn, đè giữ lắc cái joystick kéo vào. Rồi những nút này nè, bây giờ mình muốn cài đặt macro đúng không, mình đè giữ vô nè, chọn cái nút mà mình muốn macro đó, combo skill á, bấm một cái, chọn edit key, chọn vào phần macro nè, đây basic macro nè, chọn edit. Rồi bây giờ nè, add nè, add key nè, bấm một cái nó sẽ ra L11 nè. Cái kill nào mình muốn xuất hiện đầu tiên á thì mình để đầu tiên nha. Tiếp add key L12 nè, add key L13. Đó, xong, save lại. Rồi bây giờ thử nha. Mình không cần chạm vô cái màn hình luôn nha, chỉ cần di chuyển này thôi. Đó. Chờ, nó sẽ combo một lúc 3 skill nha. Cái này là mình tắt cái tính năng hồi skill rồi nên nó sẽ xuất hiện hoài vậy đó. Đó, không cần chạm luôn, nó sẽ combo một lúc 3 skill luôn. Đó. Cài đặt khá là đơn giản luôn nha mọi người. Đó, rất là dễ. Còn những cái nút còn lại á, thì mình muốn cài cái gì cũng được. Đây, còn nút L2 nè, còn nút này nè, còn nút L3 nè, đó. Mình cài như thế nào cũng được nha. Cài theo cái cử tay sở thích của mình á. Rồi những dòng game khác còn lại thì mình cũng cài đặt tương tự hai dòng game PUBG với Liên Quân luôn nha. Mấy cái dòng này nó cài đặt rất là đơn giản luôn. Đó. Chỉ cần vào đây thôi. Cài đặt, lôi cái nút này ra. Đó, xong rồi lôi thêm nút L1, L2 ra thôi, mình cài đặt vô cái nút mà mình muốn sử dụng á. L1 nè, mình bỏ vào bắn nè. Đó. L2 mình bỏ vào ngắm. Đó, mình kéo vô cái phần ngắm á, mình muốn cài đó. Rồi, L3 thì bỏ ba lô. Đó, còn cái nút này thì mình thích để lúc nào cũng được, thay đạn gì đó, xeo lại. Là xong. Đó. Mấy game khác cũng cài đặt tương tự những dòng game này luôn nha, không khác biệt gì luôn. Free Fire nè, Call of Duty nè, CS Mobile nè, đó vân vân. Những game mà nó có cái nút di chuyển thì mình cài đặt tương tự, rất là đơn giản đối với dòng tay cầm này luôn. Đó. Anh em có kỹ năng vô bắn thì thôi rồi luôn. Rồi vừa rồi mình cũng đã giới thiệu và cũng như là hướng dẫn cho anh em sử dụng cái dòng tay cầm mới này, Memo MP02 này. Đó, nó sẽ hỗ trợ tốt cho các dòng điện thoại luôn, tốt nhất là dòng Android và kế tiếp là cho mấy những dòng máy iOS đời cao nhất nha. iOS thì nó sẽ hỗ trợ khoảng tầm 70-80%, còn Android là 100% nha. Cài đặt rất là đơn giản luôn. Và nó chỉ có hơn 200k thôi nhưng mà nó có đầy đủ chức năng để chơi những dòng game hot hiện tại ngay bây giờ nha. Rồi, thì anh em có muốn trải nghiệm trực tiếp về cái dòng tay cầm này thì anh em có thể ghé cửa hàng ở bên mình. Bên mình sẽ luôn có sẵn hàng để cho anh em test thử nha. Rồi, anh em cần hỗ trợ hay thắc mắc về vấn đề gì về cái dòng tay cầm này thì anh em cứ mạnh dạn comment ở phía dưới hoặc liên hệ qua số hotline để bên mình tư vấn cụ thể nhất về dòng tay cầm này nha. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.